Em cho hai ly rượu nha. Anh Lý, kể từ ngày hôm nay em không còn là nhân viên của anh nữa. Chưa bao giờ tao coi mày là nhân viên của tao. Như vậy mới khó xử cho em đó. Em cũng không biết là nên buồn hay nên vui nữa. Rồi sao khi nghỉ mày tính làm gì? Em muốn nghỉ ngơi một thời gian rồi tính. Thì cũng được. Có khó khăn gì á nói với tao một tiếng. Như anh vậy mà sướng. Tự nhiên lại có một gia đình đầm ấm. Em thèm được như vậy quá. Mày cũng có, nhưng tại mày không biết giữ. Nè, đừng có đa nghi quá mà hơi chuyện lớn đó. Có những chuyện mình muốn mà không được. Còn những chuyện mình không muốn mà lại xảy ra. Ngồi chứ. Ăn nói lung tung cái gì vậy? Hãy bằng lòng với thực tại, mình cũng thanh thản hơn. Anh Lý, em thèm quẩy sinh cho em một đứa con. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Cô ấy lừa dối em. Rồi chuyện cách may của chị Lan, em không muốn thì lại xảy ra. Chị, mày nói cái gì? Hả? Chị Lan có thai. Chị Lan có thai với mày á hả? Anh cứ giả bộ điếc hoài. Bây giờ em không còn lo sợ gì nữa. Anh cứ nói đi, đừng ngại. Cái thai của chị Lan chính là quen. Còn cái thai của Huệ không phải là quen. Mày điên hả Tân? Trời ơi, tụi bay điên hết rồi. Sao tự nhiên tụi bay làm mọi chuyện nói tung lên như vậy hả? Dì đừng uống nữa, không tốt cho sức khỏe. Dì vẫn đủ tỉnh táo để con phải phạm thêm sai lầm một lần nữa. Con biết chưa? Con không muốn thấy dì như vậy nữa. Người ta cứ tưởng bên cạnh dì là biết bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc. Vậy mà dì có cái gì? Chỉ có sự cô đơn và trống trải. Dì có nhiều thứ mà người ta có ước ao cũng không bao giờ thấy được. Có những thứ mà tiền cũng không bao giờ mua được. Và điều đó chính vì dì đang phải trả giá đi nè. Dì đừng tự trách mình. Con nghĩ rồi tình yêu cũng sẽ đến với dì mà. Cho đến bây giờ dì mới hiểu cái người ta cần nhất trên đời đó chính là tình yêu.
the TV saying something about disaster in the world and tụi bay sẽ phải trả giá cho những việc làm mình đã gây ra. Just to be around you is a blessing. Sick and tired of trying to save the world. I just know my time being over. Uống yên đi. And what you give me lets me know that we'll be alright. Yeah. Cô cầm đi. Anh sao vậy? Tôi không muốn lằng nhằng mấy chuyện này đâu. Em nói rồi mà, nếu mà cần tiền thì em đâu đến với anh. Ủa, anh Tâm, lâu quá mới gặp. Bà chủ bà nhắc anh hoài luôn đó. Khỏe không? Nghe nói về quê rồi sao còn ở đây? Về quê rồi, lấy vợ rồi. Đã nha. Ly dị luôn rồi. Sao vậy? Thì ông già bắt em lấy vợ, mà có yêu thương gì đâu mà lấy. Em á, đồng ý cho ổng vui thôi. Hai đứa lấy nhau được mấy tháng, cãi nhau quá trời. Cuối cùng ổng nhức đầu chịu đâu có nổi, đồng ý cho em ly dị luôn. Mày làm khổ đời con gái người ta, mà còn hớn hở nữa. Tại ổng chứ bộ. Em nói rồi không chịu nghe là thôi. Nói thiệt với anh đó, em thấy độc thân về vui, khỏi phiền phức. Anh với chị Huệ làm sao? Chắc hạnh phúc lắm hả? Hạnh phúc. Cái thằng quỷ nè. Đi nha. Sao? Nói giúp tôi sửa lại quán. Sao không thấy mặt mũi đâu hết vậy? Tại vì em bận quá nên hôm nay mới đến thăm chị được. Phải vậy chứ. Mấy em pha cho anh Tân một ly cà phê thật ngon. Chuyện của tụi nhỏ làm tôi khó xử quá. Tôi không biết phải xử trí ra sao. Tôi cũng khuyên can hết lời rồi, nhưng mà không lay chuyển được tụi nó.
Chuyện thằng Tân không chịu nhận con của nó, tôi mong anh chị đừng có để bụng, nó giận quá mất khôn. Chuyện gì chứ chuyện đó là tôi không đồng ý với cách cư xử của nó. Tôi hiểu, tôi cũng đã rầy nó. Tôi tin là con Huệ nó không làm mấy chuyện dại dột đó. Nên hôm nay á, tôi qua đây là muốn đón con Huệ về. Chị nói dại dột là sao? Con Huệ nhà tôi đã làm gì sai để thằng Tân cư xử tệ bạc như vậy? Giờ nằm bệnh viện mà không thèm vô thăm. Tôi biết là thằng Tân nó bậy, nhưng chuyện này á cũng tại con Huệ. Nếu không có thì tại sao đi ký vào tờ đơn ly dị? Nếu đứa con trong bụng á là của thằng Tân thì phải nói chứ, tại sao lại âm thầm bỏ đi? Chị nói sao? Thằng Tân nó nói đứa con đó không phải là của nó hả? Thì đó, tụi nó lộn xộn cũng là chuyện này. Mẹ lên hồi nào sao con báo cho con biết? Mấy người có còn coi tôi là mẹ không mà phải nói. Mẹ ơi, con không bao giờ muốn cái chuyện đó xảy ra đâu. Mẹ đừng để bụng mấy chuyện đó, không tốt cho sức khỏe đâu. Nếu còn coi tôi là mẹ của mấy người thì lập tức đi rước con Huệ về đây cho mẹ. Con tưởng chuyện gì? Chuyện đó thì không được đâu. Con đã nói với mẹ rồi, giữa con và Huệ không còn gì nữa hết. Nếu mẹ thương con thì đừng có làm cho con khó xử. Nếu vậy thì đừng gọi tôi là mẹ nữa. Có chuyện gì vậy mẹ? Chiều nay mẹ thằng Tân ghé nhà. Vậy hả mẹ? Mẹ anh Tân nói gì vậy mẹ? Chị xui muốn đón con về. Chuyện đó là sao? Con giải thích cho mẹ nghe coi. Chuyện gì mẹ? Chuyện gì nữa? Mấy người muốn giấu tôi tới khi nào đây? Con có giấu mẹ chuyện gì đâu. Không giấu. Không giấu mà người ta qua đây nói với tôi. Trời ơi, nhục nhã biết là chừng nào.
con nói đi. Tại sao thằng Tân nó nói đứa con trong bụng không phải là con của nó? Có thiệt như vậy không? Chuyện này dài dòng lắm. Sau này có cơ hội con sẽ kể cho mẹ nghe. Sau này chuyện nhục nhã như vậy mà chịu nổi hả con? Nếu con không nói thiệt chuyện này, mẹ sẽ qua bển hỏi cho ra lẽ. Mẹ ơi, mọi chuyện đã êm xuôi rồi, con xin mẹ đừng làm rối nó lên nữa. Con khổ lắm rồi. Nhưng mà người ta nói con như vậy, làm sao mà mẹ chịu nổi. Mẹ không có để yên chuyện này đâu. Mẹ, con là người đã gây nên chuyện, tất cả là lỗi của con. Mẹ, mẹ mệt hả? Không, mẹ có sao. Con đi thay đồ rồi xuống ăn cơm. Mẹ giấu con. Chuyện của Huệ là mẹ buồn, đúng không? Tôi xin cô thả tôi ra đi. Không được đâu. Cô muốn máy giết tôi hả? Là phụ nữ với nhau, sao cô không hiểu cho hoàn cảnh tôi hiện nay? Tôi cũng đã từng như cô, yêu đương mù quáng. Bây giờ tôi cũng là nạn nhân như cô thôi. Nói vậy, đứa bé trong bụng của cô là con của ổng sao? Đúng. Ổng thương nó lắm. Bởi vậy, tôi không thể cãi lời ổng được. Nói thật,
Nhìn cô như vậy tôi cũng thương lắm, nhưng không còn cách nào khác. Con nói đi, có phải con Linh nó đang gặp chuyện gì đúng không? Dạ không, đâu chuyện gì đâu bác. Con đừng có giấu bác, nhìn thấy con và Huệ đến đây thường xuyên là bác biết mà. Nhất là con Linh nó không có điện thoại về. Con nói đi, con Linh nó làm sao rồi? Bác, bữa nay con nấu cho bác món. Thôi, hai đứa con về đi, bác không cần đâu. Tại sao con Linh nó gặp chuyện gì mà hai đứa không nói cho bác biết? Bác là cha của nó mà. Tụi con đâu biết là bác lo lắng cho nó đến mức độ nào. Bác ơi, con xin lỗi bác. Bác biết không, tụi con không dám nói vì sợ bác không qua nổi cú sốc này. Bác đã chịu biết bao nhiêu cú sốc trong cuộc đời này, nhất là lúc mẹ con Linh bị tai nạn qua đời, bác vượt qua được hết mà. Vì con Linh, bác có thể vượt qua được hết. Chính vì điều đó mà con không dám nói sự thật cho bác biết. Bác đừng buồn tụi con, tất cả cũng vì sức khỏe của bác nên tụi con mới giấu. Nói đi, bác đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận bất kỳ cú sốc nào. Bác có quyền biết con gái của bác ra sao chứ? Hiện nay Linh đã bị một đường dây tội phạm bắt cóc. Dạ anh Kiếm đây, chính là trinh sát đang theo dõi để giải thoát cho Linh. Bác yên tâm, nhất định Linh sẽ an toàn trở về với bác. Thì ra ông Kiếm đây là trinh sát, vậy mà giấu bác. Con xin lỗi, vì nhiệm vụ nên con không thể tiết lộ. Nhưng chuyện con yêu con Linh nhà bác thì có, đúng không? Dạ. Bác tin, bác tin là con Linh nó sẽ vượt qua được những khó khăn này. Đừng lo cho bác, bác chịu được mà. Tất cả những gì tôi dặn là phải nhớ. Lần này có thể tôi đi lâu hơn mọi khi. Dạ tôi hiểu. Nè, có thể lúc tôi về cô mới tới ngày sinh, cô nhớ tự chăm sóc mình nha. Thank you.
chuyện này cũng kịp. Tôi sẽ đến gặp mấy anh sau. Rõ chưa? Dạ. Mọi chuyện sao rồi? Dạ, mọi chuyện đã xong xuôi. Chỉ còn chờ cô Khánh tới. Khi nào nó tới? Dạ, khoảng 2 tiếng nữa. Gì đó? Dạ, thưa ông, cô chủ đi cấp cứu rồi. Sao vậy? Dạ, thưa ông, cô chủ bị té ạ. Quay xe lại. Nhưng mà thưa ông, mình đang gần tới. Nhanh lên. Dạ. Tôi chỉ sợ là cô dở trò. Đem nó đi. Dạ. Đi mày. Đi. Tất cả anh em. Khốn nạn, dám bắt đứng tao. Dạy chúng ra xe. Đi. Đi. Nhanh lên. Đi. Đi. Nhanh lên. Mời cô Khánh về. Để lấy lời khai nói chuyện với chúng. Cô ráng lên nha.
cô ấy sao rồi bác sĩ? Cô ấy chuyển dạ nhưng sức khỏe yếu lắm, chúng tôi sẽ mổ gấp. Cô là người nhà của bệnh nhân à? Dạ phải. Vậy cô đi làm thủ tục nhập viện đi. Nhanh lên. Sao rồi? Con tôi sao rồi? Chắc không sao, bác sĩ đã mổ cho cô ấy. Trên xe kiếm nghe. Gì hả? Tôi biết rồi. Thưa bác sĩ, tôi là cha của đứa bé. Tình hình ra sao rồi? Ca mổ thành công. Một bé trai nặng 2,8 kg. Chúc mừng ông. Con trai? Ừ. Cảm ơn bác sĩ. Anh có một đứa con trai. Con... Ông đã bị bắt. Tôi chưa được nhìn mặt con trai của tôi. Xin mời ông theo chúng tôi về cơ quan điều tra. Cao Lộc Chí, đưa hắn ra xe. Dạ. À, tôi... Tôi xin anh cho tôi được nhìn mặt con tôi. Con tôi mà à, con tôi, cho tôi được nhìn mặt con tôi. Thank you.
Linh về. Linh. Vô đây. Ma. Thôi con, hãy đứa nó nhìn cha cô mình kìa. Tao nhớ mày lắm, tao cũng nhớ mày lắm. Mày làm tao lo muốn chết luôn à, con quỷ. Bác ơi, con thèm đánh với bác một giác ngờ lắm nha. Bác cũng biết đánh với cô một giác ngờ. Thật là ta trò thôi kia. Anh Tân. Hả? Có người đẹp tìm anh kìa. Sao cô biết tôi ở đây mà tới tìm? Vậy mới hay. Mấy hôm nay không thấy anh tới quán chơi. Nhớ anh quá nên tới tìm. Tôi không thích. Mai mốt cô đừng có làm như vậy nữa. Nhưng em thích anh. Đó là chuyện của cô. Đừng bao giờ làm phiền tôi nữa. Tôi đang kẹt công việc. Cô ngồi đi chơi nha. Đúng là không ở đâu bằng nhà mình. Mấy ngày vừa qua chắc ta không bao giờ dám nhắc tới. Mới có vậy mà đã sợ rồi. Mày mà là tao thì mày mới hiểu. Tao nghĩ lại mà rùng mình. Nên lúc đó tao không quay lại đưa cô gái vào bệnh viện thì chuyện gì xảy ra? Mà mày cũng hay. Lúc đó gặp người khác thì người ta lo thoát thân, còn mày thì quay lại cứu người. Tự nhiên lúc đó tao lại không quan tâm tới tính mạng của mình. Tao chỉ nghĩ tới cô gái. Cô ấy là nạn nhân của ông Thành. Cô ấy tội lắm. Ừ. Nếu không phát hiện sớm, không chừng mày cũng rơi vào hoàn cảnh giống như cô ta. Đó mới là bi kịch. Hình như ta không may mắn trong tình yêu thì phải. Lúc nào cũng vậy. Yêu hết mình, cuối cùng nhận lại bao nhiêu là ê chề. Dù sao thì mày cũng may mắn hơn tao. Có những chuyện không thể nào quay trở lại như cũ. Thôi, đừng than thở nữa. Hãy nghĩ tới đứa bé mà lạc quan yêu đời. Mà Linh nè, tao thấy anh Kiếm anh yêu mày lắm đó. Đi đâu tìm cho xa? Tao cũng biết anh Kiếm thích tao từ lâu rồi. Nhưng tại sao tao chưa có cảm giác nhớ nhung anh ta? Trước đây thì khác. Từ bây giờ tao nghĩ mày tập nhớ nhung đi là vừa. Anh ta tốt bụng và rộng lượng, một mẫu đàn ông lý tưởng.
Cô nói đi, đứa bé là con của ai hả? Sao con không trả lời? Con nói lắm phải không hả? Cô đi đi, đi ra khỏi nhà tôi ngay. Cô giết chết tôi đi, chứ đừng để tôi trở thành con người như vậy. Nè, đi đi. Không đi thật sao? Như vậy những gì thằng Tân nói là đúng. Thưa mẹ, con đi. Cô ta không xứng đáng để cho mẹ buồn lòng đâu. Chuyện đó có thật không? Tại sao em lại làm như vậy? Thằng đó là thằng nào? Tại sao em lại làm mọi chuyện rối tung lên hết vậy hả? Em cũng không biết nói sao cho mọi người hiểu đây. Em làm cái gì vậy Huệ? Em điên mất rồi. Em phải ăn nói như thế nào về đứa bé đây hả Huệ? Em xin anh và mọi người hãy để cho em yên được không? Em chán cả, em mệt mỏi lắm rồi. Không lẽ mọi người muốn em chết mới vừa lòng hay sao? Em phải tự chịu trách nhiệm với hành động của mình. Anh ăn cái gì chưa? Anh đang nghĩ chuyện gì vậy? Không, anh đang nghĩ công việc sắp tới. Thôi mình đi ăn đi. Nhìn anh không có vẻ gì là công việc hết. Tự dưng anh nghĩ thấy thương ba mẹ quá. Cả đời cực khổ vì con, đến lúc tụi mình trưởng thành tưởng sẽ an nhàn, vậy mà cũng lại tiếp tục buồn rầu lo lắng. Chuyện của Huệ nữa phải không? Rồi mọi chuyện cũng sẽ êm xuôi. Anh đừng có lo lắng nhiều. Làm gì mà hai người cứ rù rì hoài vậy? Em chào anh chị. Ủa, hai ông bà đi đâu vậy? Đưa Nụ đi công việc. Sẵn Nụ cũng muốn ghé thăm mọi người luôn. Hai người tình quá nha. Ủa, mà em bé đâu rồi? Dạ, có người nhà coi giùm. Với lại nó đang ngủ nên em mới bỏ đi được á. Nè, hai người mà không làm là tôi làm trước đó nghe. Rồi, ngày hôm nay luôn. Không hiểu, là sao? Là tôi mời hai ông bà ra quán,
tụi tôi chính thức tuyên bố trước mặt hai người. À, mình có Lộc An rồi em ơi. Thích thì chiều, đi. Nè, hai ông bà định chừng nào vậy? Cuối năm nay bà mẹ Thảo về, hai gia đình ngồi lại rồi bàn tính luôn. Vậy thì tốt rồi. Nè, có cần giúp thì mở miệng ra, đừng có ngại nghe. Rồi à, anh Lý và Nụ tính tới khi nào ra mắt hai bên gia đình? Tôi và Nụ thì cũng không còn cha mẹ, cho nên là cũng không có gì phức tạp hết. Cuối năm thì ông anh dùng cũng về nước, chỉ cần một bữa ăn ra mắt là đủ rồi. Còn em thì đã biến Ngọc Châu thôi nôi, rồi sẽ đưa về thăm mộ ông bà ngoại. Ok, vậy là ổn rồi. Thật không ngờ mọi chuyện lại diễn ra tốt đẹp đến như vậy, đúng không anh? Thôi uống đi, chọc kẹo hoài. Lâu lắm rồi mới thấy Lý mắc cỡ đó nha. Cảm ơn. Alo. Alo. Xin lỗi, cho tôi hỏi anh có phải là Lâm không? Tôi là Lâm đây. Xin hỏi ai đâu vậy? Tôi là... Anh có thể gặp tôi một chút được không? Tôi đang bận việc ở cơ quan. Anh gặp tôi có chuyện gì không? Xin lỗi, giới thiệu với anh, tôi là chồng của Huệ. Rất hân hạnh được biết anh. Nhưng tôi và anh có chuyện gì để nói chứ? Có chứ. Tôi nghĩ có nhiều nữa là khác. Nếu như con người của anh có lòng tự trọng, anh sẽ không bao giờ làm những điều đó. Anh về rồi đó hả? Cơm nước xong rồi, tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Thằng Khoa với Huệ chưa về hả em? Thì cũng như mọi khi, ngày này qua ngày khác, chờ cha rồi tới chờ con, riết rồi cũng quen. Cái áo này là của con Huệ hồi nhỏ. Lúc đó anh không biết thầy tả cho nó như thế nào mà lúng ta lúng túng.
Rồi anh suýt để lọt con xuống sàn. Có một đứa con trai rồi mà cũng chưa quen. Anh không lúng ta lúng túng sao được. Con gái của mình nó dễ thương quá. Đôi mắt của nó tròn xoe, long lanh, nhìn anh rồi bật cười khúc kha khúc khích, làm anh xúc động quá, quên là đang bọc nó trên tay. Con của mình đứa nào cũng ngoan, có điều anh ơi, em thương con Huệ quá. Tuy em biết nó có thể tự lo cho nó, nhưng mà em đừng có buồn. Em đừng có buồn làm gì. Con nó lớn rồi, có thể tự quyết định cuộc đời của nó. Nếu tụi nó sống với nhau không hạnh phúc thì mình cũng đừng ép tụi nó làm gì, tội nghiệp. Có chuyện này em chưa nói anh biết. Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy em? Thằng Tân nó nói đứa bé của Huệ đang mang không phải là con của nó. Cái gì? Sao? Rồi con Huệ nó nói sao? Nó im lặng, không nói nửa lời. Chưa tới giờ nhà trai tới đâu. Nhưng mà mọi khi á, nó hay tới sớm hơn giờ hẹn lắm. Con kia, mày nói năng lộn xộn cái gì vậy? Thì tao thấy bác nôn nóng chờ chàng tới nên tao chọc bác vậy mà. Thôi, con đừng có chọc bác. Lỡ con Linh nó đổi ý thì mệt lắm. Ý, nhà trai tới kìa bác. Cô chào bác. Chào cả nhà. Anh tới trễ làm cả nhà rối lên kìa. Cô có đem biếu bác một tách trà, đặc sản của Lâm Đồng đó bác. Dạ, thằng này biết định quá ta. Dạ. Thôi, để bác vô bác pha bình trà, cái mình nhâm nhi liền ha. Huệ, đi pha trà với bác. Dạ. Chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn anh. Nhưng em chỉ nhận quà thôi. Không sao,
Anh chờ được mà. Em có đồng ý không? Rồi. Mọi người chú ý, tôi xin trân trọng thông báo một tin quan trọng. Để ghi nhận những cố gắng và những đóng góp to lớn của cô Huệ trong thời gian qua cho sự phát triển của tờ báo chúng ta, được sự nhất trí của tất cả mọi người, chúng tôi đi đến quyết định cô Huệ sẽ được vào một chức vụ mới, trưởng ban biên tập. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Nếu như không có sự giúp đỡ của mọi người trong quá trình công tác, có lẽ tôi sẽ không được như ngày hôm nay. Xin cảm ơn mọi người đã tin tưởng. Tôi xin hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vỗ tay. Chúc mừng em nha. Cảm ơn chị. Nào. Dạ cảm ơn. Chúc mừng em. Sao em không nói gì hết vậy? Những giờ phút này em thích được yên lặng. Em muốn lắng nghe âm thanh của đêm. Em nghe được hả? Nó ra làm sao ta? Sao cho anh hiểu? Bởi mỗi người có thể nghe khác nhau. Anh nghe thấy rồi. Em có thích nó không? Sao lại hỏi vậy? Từ nay nó sẽ thuộc về em mãi mãi. Yeah.
Xin lỗi cô, xin lỗi tôi đi trước nha. Still captivated, even though it's been so long. You used to love me, tell me baby what went wrong. Cause now you march to the beat of a different Hello. Song. Anh đang ngồi ở đâu? Tôi đang đứng trước số 3. Tôi đang ngồi ở quầy 3 nè. Anh vào đi. But everywhere I turn, I see your face. I've been waiting for you to come home. Cause I don't want to be alone. I still love you. I can't take away from love. When did you think to just give up? How am I supposed to carry on love? Anh có phải là Tân không? I have changed, girl, since I last saw you. When you left, you don't know what you put me through. Đi đâu vậy? But my heart still races just being next to you. I can't escape the magic in your eyes. Stare away to me. Mày là thằng khốn nạn. Tại sao mày lại phá hoại hạnh phúc gia đình người khác? Hả? Tại sao vậy? Xin lỗi anh, tôi không cố tình gây ra chuyện này. Mày gây ra đau khổ cho người khác. Bây giờ mày nói là mày không cố tình hả? Mày có còn là con người nữa không? Hả? Cố tình. Bây giờ tôi không biết nói gì để cho anh hiểu. Tôi đến đây là chấp nhận tất cả. Thậm chí anh giết tôi, tôi cũng không hối tiếc. Giết mày hả? Giết mày thì tao được cái gì? Mày đã phá hoại hạnh phúc của tao. Mày đã cướp đi hạnh phúc gia đình tao. Hay hoàn toàn là những sự dối trá. Mày đã giết tình yêu của tao và cô ấy rồi. Mày có hiểu không? Tôi khốn nạn. Tôi đã gây ra đau khổ cho anh và Huệ. Bây giờ anh muốn gì? Tôi sẽ làm để chuộc lại lỗi lầm của mình. Tôi cứ tưởng tôi sẽ giữ được Huệ mãi mãi bên mình. Vậy mà chỉ một sai lầm nhỏ, tôi đã vô tình đánh mất cô ấy. Huệ rất yêu anh. Cô ấy luôn khẳng định như vậy. Anh yêu Huệ lắm hả? Tôi xin lỗi khi phải nói ra điều này. Từ khi vợ và con tôi qua đời, đây là lần đầu tiên tôi mới biết thế nào là tình yêu.
Chỉ tiếc rằng Huệ không thuộc về tôi. Từ hôm nay Huệ không còn là của tôi nữa. Anh đừng nói vậy. Nếu còn yêu nhau, anh và cô ấy hãy trở lại. Dù sao anh và cô ấy vẫn còn có chung một đứa con. Đứa con? Nhưng mà đứa con đó không phải là của tôi. Không phải là của tôi. Đó là của anh. Của anh. Anh hiểu chưa? Đó là đứa con của anh. Anh hãy tin tôi. Các người đã ăn nằm với nhau. Các người muốn biến tôi thành trò hề sao? Anh Tư, anh hiểu lầm. Alo. Anh vừa nói chuyện với anh Tân. Em đã nói với anh rồi, đừng tìm em nữa. Bây giờ anh lại xuất hiện. Anh đã nói gì với anh Tân rồi? Anh ấy hẹn gặp anh và anh mới hiểu em phải chịu đựng như thế nào. Đó là việc của em. Em đáng bị như vậy. Một người đã có chồng mà còn hẹn hò với người đàn ông khác. Em là con người không ra gì. Em đừng nói vậy. Em nên giải thích cho anh ấy hiểu hết. Em biết mình đang làm gì. Em không có thói quen giải thích cho những sai lầm của mình. Nó đã đến một cách tình cờ, rồi cũng sẽ đi một cách tình cờ. Những ngày sắp tới em sẽ sống ra sao?
vẫn bình thường như mọi khi. Thì vẫn đi làm và vẫn chờ ngày con em ra đời. Không lẽ em muốn kết thúc mọi chuyện ở đây à? Kết thúc là sự bắt đầu. Em hy vọng em có một sự bắt đầu tốt đẹp hơn. Con đã quyết định rất kỹ rồi. Mọi chuyện giữa con và Huệ đã kết thúc. Mẹ chỉ biết cầu mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với con. Con phải suy nghĩ thật chín chắn, đừng để phải hối hận vì những quyết định của mình. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Con hy vọng ba, mẹ sẽ ủng hộ con. Dù con có như thế nào, con vẫn là con của ba mẹ. Cô làm cái gì vậy hả? Trời ơi, tỉnh dậy coi. Cô làm cái gì vậy hả? Cô điên rồi hả? Cô sao vậy? Em yêu anh. Trời ơi, điên rồi. Chào anh. Dạ cảm ơn. Cảm ơn anh. Dạ chào anh. Linh nè, chúc mừng mày, mọi sự may mắn. Cảm ơn mày. Tao lại chuẩn bị bắt đầu một hành trình mới. Chắc là vất vả lắm. Sao lại phải chuẩn bị? Đã bắt đầu rồi. Hôm nay nhìn anh cứ như ông chủ vậy đó, không giống khách mời. Thiệt sao? Hôm nay anh mới bắt đầu tập sự thôi. Thôi ta về trước nha. Tạm biệt anh. Bye bye. Tòa tuyên án.
chấp nhận cho chị Nguyễn Thu Huệ và anh Đỗ Ngọc Tân chính thức ly dị. Anh làm gì vậy? Anh buồn hết rồi. Em muốn ăn bông thiên kỳ. Sao anh biết em thích ăn kẹo bông gòn? Tìm hiểu dễ ở. Ồ. Kẹp đồng ý này mà nghe. Dì nè, qua tới bên đó nhớ gọi điện thoại cho con nha. Nhất định vậy rồi. Thôi, hai đứa về đi. Chúc dì có một chuyến đi vui vẻ. Có lẽ giờ là lúc quên đi tất cả những chuyện đã qua. Cảm ơn Khoa. Bây giờ dì không còn liên quan gì đến công ty nữa. Công ty bây giờ toàn quyền quyết định công ty thuộc về Khoa và Thảo. Vậy là dì đã có một chuyến đi thật nhẹ nhàng, vui vẻ. Cảm ơn dì đã tin tưởng ở tụi con. Dì Lan. May quá, tới trễ lại không gặp được dì đó. Tại anh hết á, biểu đi sớm mà cứ ngồi đó nựng con hoài. Hối anh hoài anh mới đi đó dì. Dì đi rồi có đi luôn đâu mà, đưa đón chi. Bé Ngọc Châu đang ngủ, chờ nó thức ẩm nó ra đây đưa dì đi. Mà chờ hoài nó không có thức. Thôi, hôn bé Ngọc Châu giùm dì nha. Hôn lễ của Khoa và Thảo, dì sẽ về đúng hẹn, vui vẻ với mọi người. Dạ. Dạ. Dì đi nha.